Phân khu ở đây mọi người cho phân khu chữ thập ra cho mình. Đầu tiên thì mình sẽ chạy chia một đường gì từ trung tâm xuống mũi gióng thẳng lên, chạy về phía sau. Để chia đôi thành nửa tóc bên trái và nửa tóc bên phải bằng nhau. Đúng không? Chia xong rồi thì các bạn tiếp tục chia cho thành nửa phần tóc phía trước và nửa phần tóc phía sau. Các bạn sẽ để cái lược lên đỉnh đầu. Cái phần tóc chạm của cái lược này là phần tóc cao nhất trên đỉnh đầu. Các bạn sẽ từ cái phần cao nhất trên đỉnh đầu này hoặc điểm đỉnh, các bạn sẽ chia đường vuông góc mặt đất để chia nửa trước và nửa sau, để chúng ta thuận tiện trong quá trình cắt tóc nha. Đây mình sẽ chia ra. Chia ra thành nửa trước và nửa sau. Đúng không? Phần nửa trước mình sẽ cuốn gọn lại. Nửa trước các bạn sẽ cuốn gọn lại nha. Cuốn gọn lại. Mình sẽ cuốn hoa lại cho các bạn quan sát cho nó dễ nhé. Cuốn gọn phần trước, tao chưa lại. Ok. Bên đối diện các bạn cũng sử dụng cùng một phương pháp tương tự để chia nhé. Chúng ta cũng sẽ chia liên kết sang bên, từ bên đối diện chia sang. Và các bạn sẽ cuốn gọn phần tóc phía trước lại. Đây là kiểu layer tầng thấp nhá. Layer tầng thấp kết hợp với chút nữa tạo kiểu, mình sẽ tạo kiểu theo dạng là sóng đảo chiều nhá. Ok rồi thì các bạn sẽ chia từ cái phần tóc ở bên này sang phần tóc ở bên đối diện nhá. Đúng không? Chia sang. Các bạn chia đường song song với mặt đất, chia ra. Song song mặt đất. Chia đường chạy sang. Rồi, và mình sẽ cuốn gọn phần tóc ở phía trên lại. Mình sẽ cắt phần tóc phía dưới trước. Đúng không ạ? Cuốn gọn lại. Ok rồi, thì đây là quá trình phân khu nhá. Các bạn quan sát lại quá trình phân khu. Nếu mà hiểu thì mọi người comment số 1 giúp mình. Nếu mà ai chưa hiểu thì mọi người có thể hỏi bên dưới để mình trả lời nhé. Đây là hiệu quả của quá trình phân khu. Quá trình phân khu này các bạn lưu ý cho mình là đường phân phải sắc nét nhé, và phải cân nhau giữa bên trái và bên phải, họ phải cân nhau nhé. Ok mọi người, ok ạ, comment số 1 giúp mình nhá. Số 3, nếu các bạn đang học khóa cắt nữ nâng cao, đã và đang học khóa cắt nữ nâng cao của thầy nhá. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục phần cắt nhá. Bước sang phần cắt thì tiếp tục các bạn sẽ lấy cho mình hai phần tóc đối diện nhau. Đúng không? Lấy cho mình hai phần tóc đối diện nhau ở hai bên, phần cao nhất này, được chưa? Và các bạn kéo ra đúng giữa. Các bạn quan sát cắt cho mình cái độ dài mà các bạn mong muốn. Ở đây mình sẽ cắt độ dài tới đây nhá. Đúng không? Cắt đi. Đúng không? Và tiếp tục các bạn thả ra hai phần tóc này. Các bạn để chéo cái lược xuống khoảng 45 độ để chúng ta cắt quyết định cái khuôn viền là hình oval này, móng cung này, đúng không ạ? 45 độ và chúng ta cắt đi phần tóc khuôn viền ở dưới đây. Tiếp tục các bạn sẽ lấy phần tóc hai bên, các bạn sẽ kéo ra và cắt kết nối giữa phần tóc ở phía trên và phần tóc ở phía dưới. Đây, mình sẽ trải cho các bạn quan sát nha. Đây nha. Đây, cắt kết nối giữa anh ngoài này và anh bên trong này. Các bạn cắt kết nối ra. Đúng không? Như vậy chúng ta đã cắt kết nối được một bên, ok rồi. Bên đối diện các bạn sử dụng cùng một pháp tương tự, sẽ trải mượt xuống. Đó, và cắt kết nối giữa phần tóc ở bên phía trong này và bên ngoài nhé. Đây, giữ cái đường này, các bạn cắt ra. Đó, cắt xong rồi thì các bạn cắt loại bỏ đi một phần góc nhọn này. Các bạn trải xuống, cắt loại bỏ đi một phần góc nhọn này. Đó, để cho khuôn viền nó được tròn nhé, con ngọn ở giữa này. Ok không ạ? Khi cắt xong rồi thì chúng ta đã cắt xong cái phần khuôn viền dạng oval vòng cung ở bên dưới này rồi. Các bạn xem hiểu không ạ? Hiểu thì các bạn comment tiếp nha. Số 1 và thả tim nhá. Nếu mà 10k tim hôm sau mình lại ra chi tiếp. Đúng không? Được chưa? Được chưa? Coi như là phần khuôn viền này mình đã cắt ok xong nhá. Đấy, đo lại một chút nữa cho nó chắc chắn. Hai bên phải bằng nhau nhá. Đấy, cố gắng phải bằng nhau. Và bằng nhau rồi chúng ta mới điều chỉnh tầng lớp nhé. Mọi người thả tim nhá, thả tim nhá nếu các bạn thấy ok. Rồi các bạn comment số 1 rồi thì tiếp tục mình sẽ chia
một lớp mỏng tóc ở giữa, lớp mỏng tóc là lớp mỏng tóc dọc nha. Đấy, các bạn đã học khóa cắt nữ nâng cao của thầy đang học vừa hôm nay ấy, học về cái cấu vuông tròn tam giác của phương pháp cắt ấy, thì mọi người thấy xem thầy đang cắt phương pháp gì vừa xong. Đấy, và cái cấu gì nhá, thử nhá, được chưa? Đấy, trong lúc mọi người trả lời thì thầy sẽ nâng chiều chỉnh tầng lớp của cái này nhá. Ở đây thì thầy sẽ nâng góc độ là 45 và đường cắt là đường cắt 90, cắt đi góc nhọn này đi. Đó, thầy sẽ cắt cái góc nhọn này đi, cắt góc nhọn này để điều chỉnh tầng lớp nhá. Nâng 45 và cắt 90 thì tạo ra tầng lớp gì ạ mọi người? Tầng lớp thấp nhá, tầng lớp thấp. Cắt đi phần góc nhọn này đi, đúng không? Cắt góc nhọn này, cắt, 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 được chưa? Khi cắt xong thì nó sẽ tạo hiệu quả như thế này. Mọi người thấy cái độ ôm cùm không? Đó, nó sẽ có cái sự ôm cùm nhất định này, đúng không ạ? Anh em hiểu không ạ? Chào Quang Công nhá, xin chào tất cả anh em. Tiếp tục mình sẽ chia đôi đường chuẩn ra nhá, chia đôi đường chuẩn, và tiếp tục các bạn lại chia những lớp mỏng tóc tiếp theo. Lớp mỏng tóc dọc khoảng 2 cm các bạn sẽ nâng đúng trung tâm mảng, cắt theo kết cấu tròn tròn trụ nhá. Chia tiếp lớp mỏng tóc tiếp theo, tiếp tục các bạn sẽ nâng đúng trung tâm mảng cho mình. Đây, nâng đúng trung tâm mảng, mình sẽ nâng dọc này, các bạn có thể quan sát cái góc độ nâng nhá và cái hướng nâng nhá, trải ra. Nâng góc độ 45 và nâng cắt được cắt 90, cắt đi cái góc nhọn này vào, à, góc nhọn này, mọi hiểu không? Đó, cắt đi. Tiếp tục các bạn lại chia đôi đường chuẩn này đến lớp ngoài cùng này, đúng không? Lớp ngoài cùng này thì các bạn lưu ý này, cái lớp ngoài cùng này khuôn viền nó mỏng này, khuôn viền nó mỏng thì các bạn lưu ý sẽ nghiêng dịch về phía sau một chút. Đây, hiểu đây là trung tâm, mình muốn giữ lại độ dài ở phần tóc bên ngoài này vì nó sợ nó mỏng thì mình sẽ nghiêng dịch lại sau một chút nhá, để giữ lại độ dài. Đó, chúng ta sẽ nghiêng dịch về cái mảng trước đó, cũng nâng góc độ 45 và đường cắt được cắt 90, cắt đi cái phần góc nhọn này, đúng không ạ? Khi cắt xong thì người trải ra quan sát hiệu quả nhá. Đây, cắt xong nửa này rồi thì người sẽ thấy cái độ ôm cụp tự nhiên nhất định của nó, đúng không ạ? Tin giúp mình nhá, chia đôi đường chuẩn ban đầu, đúng không ạ? Và tiếp tục các bạn lại chia tiếp những mảng mảng dọc, độ dày khoảng 2 đến 3 cm, đúng không ạ? Tiếp tục các bạn sẽ nâng lên góc độ 45 và đường cắt là đường cắt 90. Ở đây thì bên này thì mình sẽ nâng úp tay nhá, mình sẽ sử dụng tư thế úp tay trái úp phải ngửa úp xuống và chúng ta cắt theo đường chuẩn, cắt đi góc nhọn này. Đây, cắt đi góc nhọn trên này, các bạn kẹp và cắt đi góc nhọn ở trên. Tiếp tục chia đôi đường chuẩn tương tự như lớp tóc ở bên đối diện, bên lớp tóc này thì nó đang gì, da bên ngoài này nó đang tương đối mỏng, cái khuôn viền nếu các bạn nâng đúng trung tâm thì rất dễ cái khuôn viền nó sẽ bị hụt, nhìn nó mỏng, nó dạng kiểu như hụt ý, thì các bạn sẽ nghiêng dịch về phía sau một chút thay vì nâng đúng trung tâm như thế này, đúng không? Thì các bạn sẽ gì, kéo nghiêng dịch cái mảng trước đó một chút để giữ lại cái độ dài để nhìn nó đỡ bị hụt, đúng không? Các bạn mà cắt mỏng quá thì nhìn nó như kiểu bị hụt ý, cắt đi. Rồi, cắt xong rồi thì mình sẽ trải xuống để bạn quan sát hiệu quả kiểu layer tầng thấp đấy nhá. Nó sẽ khác một cái lúc mà chúng ta vừa cắt khuôn viền xong, đúng không? Vì lúc này đã có tầng lớp rồi thì nó sẽ có cái độ ôm cùm tự nhiên nhất định. Đây, mọi người cùng quan sát nhá. Thấy không ạ? Đấy, hai bên tầng lớp rất đồng đều. Tí nữa mình sẽ tạo kiểu là gì? Chạy ra trước này theo kiểu sóng đảo chiều, đúng không? Theo kiểu sóng đảo chiều. Đấy, như thế này. Tí mình sẽ tạo kiểu theo kiểu sóng đảo chiều thế này nhá. Đây mình trải ra các bạn quan sát này. Đó. Đó, mình trải được nào các bạn, tí nữa các bạn tạo kiểu như vậy không? Đúng không? Đấy, dạng sóng nó sẽ như thế này. Thì đó mình sẽ tạo kiểu đảo chiều như này, nó dạng nó sẽ đảo chiều như này. Mọi hình dung không ạ? Hình dung cho phương pháp tạo kiểu mình không? Đấy, nó sẽ như thế nào? Đấy, đảo chiều như này, bây giờ rất hot nhá. Cái kiểu này chúng ta cắt ngắn đi chút nữa thì nó sẽ rất là đẹp. Mọi hiểu không ạ? Anh em hiểu cái ý tưởng mình, comment số 1 nhá. Ok không ạ? Đó. Chúng ta có thể buông tóc liền sau cũng được, mà để đảo chiều như này cũng ok nhá.
Hợp lý không anh em? Mười còn muốn xem tiếp không? Cắt phần trên. Phần dưới coi như xong rồi. Ở phần trên nhá. Rất nhanh và nguy hiểm đúng không? Anh em nào đã và đang học khóa cắt ngữ nâng cao của mình thì comment số 3 nhá. Để thầy biết là một người đang xem nhá. Uốn này là uốn đảo chiều luôn nhá, lên trục đảo chiều. Nên ở đằng dưới là lên này. Đằng trên một người vặn trục này, lên tiếp này thì nó sẽ ra cái gì? Ra hiệu ứng đảo chiều như này. Hiểu không ạ? Rồi, như comment số 3 rồi. Ok, thắng số 4 cơ à, ác đấy. Rồi, tiếp này thầy sẽ cắt phần tóc bên trên nhá, thả phần tóc bên trên ra. Đúng không? Bây giờ thì thầy sẽ xác định là đưa một cây lược. Đúng không? Lược ở mặt bên này. Lược ở trên đỉnh này. Đây. Như này mọi người dễ nhìn này. Một lược ở mặt đằng sau, một cái tay thầy ở trên đỉnh và giao nhau ở đâu thầy sẽ chỉ thẳng xuống da đầu chỗ đó. Được chưa? Xuống da đầu chỗ đó và thầy sẽ chia tiếp nước mở tóc tiếp theo, một đường chia song song từ cái điểm mà thầy vừa chỉ điểm xong ấy. Đó, tiếp. Thầy sẽ chia một lớp mỏng tóc tiếp theo. Chạy từ trái qua phải. Đường chia sẽ song song với à mặt đất nhá. Để chia thành nửa tóc bên trên và nửa tóc bên dưới. Được chưa? Tiếp thầy sẽ cuốn gọn tiếp phần tóc này ạ. Kiểu này ứng dụng ngoài tương đối nhiều nhá, mọi người chú ý, nhất là các bạn cắt uốn. Đó. Đến bước này thì chúng ta tiếp tục cắt nâng góc độ là 55 và đường cắt 90 nhá. Cắt liên kết phần tóc ở bên dưới, đúng không ạ? Bên dưới nâng góc độ là 45, đường cắt 90. Bên trên chúng ta sẽ nâng khoảng 5 độ nữa là 50 nhá. Nâng góc độ 50, tiếp tục các bạn sẽ chia một lớp mảng tóc mảng dọc ở giữa trung tâm khu. Trải gọn phần tóc này ra. Tiếp. Để trải gọn phần tóc này ra. Được chưa? Bây giờ sẽ nâng góc độ của mảng này là 55 và đường cắt là đường cắt 90. Đây, 55 đây. Đúng không ạ? 55 và đường cắt 90. Cắt liên kết với phần tóc ở bên dưới này. Bên dưới này. Đây, trải này mọi người nhìn nó rõ nha. Vẫn giữ cái lược luôn này. Đấy, giữ lược luôn này. Đây, cắt liên kết với phần tóc ở bên dưới này. Tiến hành chúng ta cắt này. Tiến hành các bạn cắt này à, để dịch ra tí mọi người xem. Tiến hành cắt, đúng không ạ? Khi cắt xong thì hiệu quả đường cắt nó sẽ liên kết như thế này, nó chạy từ dưới chạy lên trên, đúng không ạ? Tiếp tục các bạn sẽ chia đôi đường chuẩn, chia đôi đường chuẩn, chia tiếp nâng một góc tiếp theo. Các bạn sẽ nâng đúng với trung tâm mạng, chia mỗi mạng khoảng 2-3 cm, chia đúng trung tâm mạng của các bạn. Tiếp tục cắt. Trải ra và cắt theo đường chuẩn ở bên cạnh. Thế này, cắt. Nâng cái độ 55 và đường cắt là đường cắt 90 nhé. Khi cắt xong các bạn trải ra và quan sát cái đường liên kết của nó. Đúng không? Liên kết từ trên, liên kết xuống dưới nhé. Đúng không? Tiếp tục các bạn sẽ chia đôi đường chuẩn. Đấy, cái phần trên này thì chúng ta có cái đường khuôn viền bên dưới rồi. Thì các bạn không phải nghiêng dịch như ở bên dưới nữa, chúng ta nâng đúng trung tâm mảng cho mình nhá. Nâng đúng trung tâm mảng và tiến hành cắt như bình thường. Nâng góc độ 55 và cắt theo đường chuẩn ở bên cạnh. Thì anh cắt. Cắt xong thì các bạn có thể trải ra để quan sát cái gì? À, cái độ liên kết của nó. Đây. Một thế độ liên kết chưa ạ? Từ trên chúng ta liên kết xuống bên dưới. Đúng không? Và khi cắt xong thì các bạn sẽ thấy cái độ gì? À, ôm cục của nó. Giữa tầng trên và tầng dưới nó sẽ có độ liên kết với nhau, đúng không ạ? Nên là nó cũng sẽ ôm cục như bình thường thôi. Đúng không ạ? Tiếp tục các bạn sẽ chia đôi đường chuẩn. Các bạn nào mà chưa follow mình thì các bạn follow nha, để theo dõi những cái buổi livestream nhá. Anh em giao lưu nhá. Mình hay livestream vào tối thứ hai, thứ tư, thứ sáu vào lúc 21 giờ đến 22 giờ nhá. Các bạn học viên của thầy, nếu mà các bạn nào vào không hiểu hỏi thì mọi người hỗ trợ thầy nhá. Được chưa? Ok, tiếp tục, bên này cũng sẽ tương tự nha. Nâng lên và cắt theo đường chuẩn. Nâng góc độ 55 nha mọi người nha. Cắt theo đường chuẩn nha, được chưa? Sau này, đó, nâng ra và thứ hai cắt hết. Đúng không? Đó, cắt hết phần tóc này.
Đây là kết quả nhá. Đúng không ạ? Bây giờ mình tiếp tục thả nốt phần tóc ở phía trên đó. Thả nốt phần tóc phía trên. Và phần tóc phía trên này thì các bạn tiếp tục nâng cho mình góc độ lớn hơn phần tóc ở lớp thứ hai là 5 độ. Thì các bạn sẽ nâng cho mình góc 55 độ nhá. Góc 55 độ. Và đây thì chú ý chúng ta sẽ chia gì? Chúng ta sẽ cắt kết cấu là vẫn kết cấu tròn và chia phát tán nhá. Vì ở trên này là có điểm xoáy. Nên các bạn sẽ chia phát tán cho mình. Chia phát tán ra. Chia tiếp vào tóc tiếp theo. Đúng không ạ? Ở đây thì mình cũng sẽ nâng đúng chút thôi mà và cắt theo kết cấu tròn nhá. Đó, nâng lên góc độ 55 nhá. Nâng góc độ 55. Kéo lên. Cắt liên kết với phần tóc ở bên dưới. Nâng góc độ 55 và cắt liên kết với phần tóc ở bên dưới. Tiếp tục các bạn sẽ chia đôi đường chuẩn. Đúng không ạ? Chia đôi đường chuẩn này ra. Chia tiếp nó vào tóc tiếp theo. Hai các bạn đang gọi là chúng ta chia theo kiểu một cam một quýt rồi đấy. Ở ngoài anh em hay gọi như vậy đúng không? Nâng lên và chúng ta cắt theo đường chuẩn nhé. Tiếp tục. Nâng lên. Ở đây mình đang cắt theo kết cấu tròn đúng không? Tiếp tục chia đôi đường chuẩn. Và phần tóc này mình sẽ nâng hết lên nhá. Cắt nốt nhá. Ok không ạ? Nâng lên và cắt theo đường chuẩn. Nâng độ 55 và chúng ta cắt theo đường chuẩn ở bên dưới. Được chưa? Tiếp tục các bạn sẽ chia đôi đường chuẩn ban đầu. Chia đôi đường chuẩn ban đầu. Chia tiếp bên đối diện tương tự nhá, sử dụng cùng phương pháp tương tự để chúng ta cắt nhá. Nâng lên và cắt theo đường chuẩn. Đúng không? Tiếp tục nâng lên. Và các bạn cắt theo đường chuẩn. Cảm ơn tất cả anh em đã luôn luôn đợi mình để chúng ta quay lại buổi live stream nhá. Tiếp tục mình sẽ lấy hết phần tóc ở đây. Đúng không? Cắt nốt nhá. Tiếp. Nâng góc độ 55 và đường cắt này đường cắt chín luôn. Lớp bên trên chúng ta nâng hơn lớp bên dưới là 5 độ. Và sau khi cắt xong các bạn trải xuống quan sát hiệu quả nhá. Trải xuống quan sát hiệu quả. Đúng không? Và khi mình tạo kiểu thì sẽ như thế này. Mình lại trải ra các bạn quan sát lại nhá. Khi tạo kiểu thì các bạn sẽ nhìn thấy phương pháp như thế này. Đây, tạo kiểu thì các bạn sẽ nhìn thấy nó như thế này đây. Đấy, dạng dạng như này. Đúng không? Nó sẽ chạy gì? Chạy từ bên trong chạy ra bên ngoài như thế này. Đúng không? Tí nữa mình sẽ tạo kiểu như thế nhá. Đúng không? Bên này tương tự này. Sẽ chạy gì? Từ bên trong. Đó, và chúng ta sẽ chạy ra bên ngoài. Như thế này. Đó. Đúng không? Ok không? Các bạn này thả tim nếu các bạn hiểu nhá. Và tiếp tục comment số 1 để mình cắt tiếp nào. Mình sẽ cắt tiếp phần tóc ở phía trước này nhá. Các bạn nào đang học khóa cắt nữ nâng cao hoặc là đã học cắt nữ nâng cao của thầy thì comment số 3 là thầy biết một người đang theo dõi nhá. Rồi tiếp tục thả phần tóc này. Này ra. Đúng không? Tiếp tục các bạn trải hết phần tóc này rồi. Tiến hành cắt phần khuôn viền trước. Trải hết xuống chúng ta cắt liên kết với phần tóc ở phía sau này này. Kẹp này. Phía sau này các bạn cắt đi. Ở đây thì các bạn sẽ cắt theo kiểu zig zag nhé. Trải xuống và tiến hành cắt. Ok. Tiếp tục trải xuống. Còn tóc không thì cắt, không còn thì thôi bỏ qua. Rồi bên đối diện các bạn cũng sử dụng cùng một phương pháp tương tự. Thả ra. Và chúng ta sẽ cắt theo đường chuẩn ở phía sau này. Chúng ta trải khung độ nha. Cắt đường lai. Kết cấu là kết cấu vuông. Cắt liên kết với phần tóc ở phía đằng sau. Trải xuống và tiến hành kẹp. Cắt. Rồi ok. Cắt xong rồi các bạn sẽ quan sát hai bên xem bằng nhau chưa. Đấy. Nếu mà kéo ra giữa mà bằng nhau như này rồi là ok nhá.
kéo ra giữa hai bên nó bằng nhau này rồi là các bạn đã cắt chuẩn xác nhé. Bây giờ mình sẽ điều chỉnh tầng lớp, đúng không? Bây giờ sẽ điều chỉnh tầng lớp nha. Các bạn tiếp tục chia cho mình một lớp mảng tóc dọc ở trung tâm này, chạy từ đằng sau ra đằng trước nha. Độ dày khoảng 2 cm. Độ dày khoảng 2 cm nha. Tiếp tục chia. Và mảng này thì chúng ta sẽ nâng góc độ là 90, đường cắt là đường cắt 90, cắt liên kết với phần tóc ở phía sau. Đúng không ạ? Cắt liên kết với phần tóc ở phía sau. Đây. Chúng ta lấy một chút phần tóc ở phía sau này. Đó, và chúng ta cắt theo đường chuẩn ở phía sau. Đây này. Cắt đi. Còn tóc thì chúng ta cắt, không còn thì bỏ qua. Đó, cắt đi. Tiếp tục cắt theo đường chuẩn. Các bạn cắt đi. Rồi, ok rồi thì chúng ta sẽ lại chia đôi đường chuẩn này ra. Chia đôi ra. Rồi, chia đôi thì các bạn tiếp tục 2/2 bên này các bạn sẽ chia phát tán cho mình nhá. À chia mảng dọc nhá. Chia mảng dọc chạy từ sau ra trước. Đúng không ạ? Tiếp tục lưng lên và cắt đi phần góc nhọn ở góc độ 55 và cắt đi phần góc nhọn này. Tiếp tục chia. Các góc nhọn nối từ phần tóc phía trên và phần tóc ở phía dưới nhé. Nâng góc độ 55 nhá. Nâng lên. Đây. Đó. Nâng lên và chúng ta cắt. Cắt đi phần góc nhọn này. Tiếp tục chia và chúng ta cắt nốt phần tóc ở ngoài cùng này. Đúng không ạ? Rồi, bên đối diện chúng ta sẽ chia cùng một pháp tương tự để cắt nhá. Các bạn cũng sẽ chia mảng gì? Mảng dọc. Đây, 1, 2, 3, 3 mảng. Và các bạn sẽ cắt nhé. Nâng góc độ 55 và chúng ta cắt đi phần góc nhọn ở giữa này. Đây này. Cắt đi nhá. Tóc này hơi mỏng thì các bạn nhìn có thể là hơi khó một chút. Ngoài tóc thật thì nó sẽ dày hơn nhé. Thì mọi người nhìn nó dễ hơn. Tiếp tục nâng lên và chúng ta cắt nhé. Nâng lên, cắt đi phần góc nhọn này. Đúng không? Tiếp tục chia nốt mảng tóc này và cắt nốt nhé. Ok. Và khi cắt xong rồi thì các bạn kiểm tra lại kết quả một lần nữa. Và bây giờ mình sẽ sấy khô và tạo kiểu cho các bạn quan sát nhé. Nếu tóc dày thì các bạn sấy khô tạo kiểu và tỉa đi. Đấy, chia đúng với cả cái ngôi của nó. Đó. Khi cắt xong thì hiệu quả nó sẽ như thế này. Tầng lớp nó rất ổn định nhé. Và gì? À, chúng ta sẽ có tầng lớp ổn định cũng như là khuôn viền tạo tương đối là chuẩn xác. Đó, chạy. Đây, các bạn quan sát. Đó, tầng lớp và khuôn viền chuẩn xác. Các bạn có muốn xem mình sấy khô không ạ? Sấy khô và tạo kiểu không? Đây, tạo kiểu dạng này mình sẽ trải nghiệm cho mọi người quan sát nhé. Bây giờ mình sẽ tạo kiểu dạng này, mọi người sẽ chú ý nhé. Và mọi người hoàn toàn có thể gì? À, hoàn toàn có thể là tư duy ra cách uốn nhé. Đó. Theo dạng như này. Mọi người có thể tư duy ra cách uốn được. Mái này thì hoàn toàn chúng ta có thể kết hợp cắt với mái gì? Mái bay nhé. Đó, mái bay. Nó cũng sẽ đẹp nhé. Đúng không? Bây giờ mình sẽ sấy khô và tạo kiểu nhé. Mọi người sẽ thấy được cái hiệu quả tầng lớp và khuôn viền của nó. Chúng ta cắt làm sao cho nó cân đối một chút nhé. Đó. Cắt làm sao nó ổn một chút. Trả về tầng lớp và khuôn viền nhé. Sau khi các bạn sấy khô xong thì trước khi chúng ta tạo kiểu ấy thì mới quan sát lại giúp mình khuôn viền, và các bạn sẽ bấm lại cho mình khuôn viền nhé. Bấm lại chúng ta cho nó ổn định. Đúng không? Thì hôm nay phần tóc có ướt nó sẽ bung ra. Chúng ta sẽ bấm lại cho khuôn viền một chút. Đó, khi cắt xong nó sẽ như này. Một thấy nào ạ?
tầng lớp của khuôn viền sau khi sấy khô xong nó dạng như này, ok không ạ? Được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ gì? Thả thêm vào đấy đi. Thanh niên nghĩ à? Tiếp tục chúng ta sẽ chia lớp mỏ tóc dọc xung quanh khuôn đầu và mọi người sẽ tiến hành tỉa nhá. Đó, quan sát cái mà tóc dày chúng ta tỉa, mỏng thì bỏ qua. Ở đây thì mọi người thấy là tóc canh của thầy nó tương đối mỏng rồi, nhưng thầy sẽ quan sát lại lần nữa xem nếu mà nó chúng ta nó dày thì thầy mới tỉa, mà không thì bỏ qua nhé. Dày với tỉa thôi nha mọi người nha, còn mỏng quá thì bỏ qua. Kiểu tóc này phù hợp với tầng lớp này sẽ phù hợp với những chiếc tóc là chiếc tóc tơ mảnh và chiếc tóc mỏng nhé. Còn nếu mà chiếc tóc nó dày hơn thì người sẽ nâng cao cái độ lên là ok nhé, nâng cao cái độ lên một chút nữa là ok. Rồi bây giờ sẽ phân khu để tạo kiểu nhé. Chúng ta sẽ chia làm hai nửa bằng nhau. Ok, bây giờ tạo kiểu rồi. Giờ tiếp tục chúng ta sử dụng máy tạo kiểu nhá. Tùy vào chiếc tóc khỏe hay yếu mọi người sẽ sử dụng nhiệt độ thích hợp nhá. Ở đây thì mình đang để nhiệt độ là 180 độ nhá. Hôm nay nhẽ ra phải có cái máy nó to hơn. Nhưng mà thôi máy này hơi ngắn, hơi bé, thôi mình cứ tạo kiểu tạm nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ làm mượt đi. Sau đó chúng mọi người sẽ vào này. Nếu mà vòng. Đúng không ạ? Kéo xuống và khi đến ngọn chúng ta sẽ đẩy cái máy tao kiểu ra trước như này, đẩy ra trước như này, ta đẩy từ từ để phần ngọn nó đủ nhiệt nhá. Đó, và khi xong rồi thì mọi người sẽ thấy là gì, chúng ta có dạng sóng như thế này, hiểu không ạ? Sẽ chạy như này, ok không? Thế hay thả tim nhá. Mọi người chia mảng tóc nó vừa với cả cái máy tao kiểu mọi người, hoặc là chia mảng tóc nó vừa với cái lô cái trục lên của mọi người nhá, đúng không ạ? Thì chào Nguyễn Phương nhá, về quê chưa Phương? Vừa học xong khóa thợ chính đúng không? Hôm nay thầy gặp Hoàn ở phòng đối diện chuẩn bị về quê ra. Tiếp tục bên này chúng ta cũng sẽ lên cùng phương pháp tương tự nhá. Đấy, hai bên nó phải sóng nó phải đều nhau nhé, bên này nó thấp như này, bên phía sau chúng ta cũng phải thấp như vậy, đúng không ạ? Lên nửa vòng đưa ra phía trước, đúng không ạ? Và từ từ chúng ta đưa phần tóc còn lại ra phía trước, phương pháp cũng tương tự như phần tóc ở trước đó. Đó, nó sẽ chạy ra phía sau như thế này, ok không ạ? Bên còn một phần tóc ở chỗ này thì mình cũng sẽ sử dụng tương tự nha, phương pháp tương tự để hoàn thiện luôn nhé.
cái máy tao kiểu này nó hơi bé. Lên và tiếp tục chạy ra phía trước, đưa lôi ra phía trước. Đó, vắt hết ra phía trước như này. Các bạn chút nữa sẽ tạo thành cái lọ. Đây mình sẽ trải ra từng người quan sát luôn nhá. Đây. Nó chạy như thế này. Hiểu không ạ? Nó chạy từ đằng sau, nó chạy ra trước như này. Thì nó mình xong mình sẽ vuốt tổng thể khu đầu này, nó sẽ đúng theo cái dạng mà chúng ta mong muốn nha. Tiếp theo sau này mình sẽ làm tương tự nhé. Bên này thì mình sẽ đổi tay. Cái này thì lô nó to hơn một chút nữa thì làm nó đẹp hơn. Hai bên phải tương đồng với nhau nhá. Bên kia cao nào thì bên này chúng ta cũng sẽ để cao như vậy nhá. Tiếp tục các bạn đưa ra trước này. Đi từ từ đẩy ra này. Đó. Phải như này. Các bạn sử dụng cùng một pháp tương tự để hoàn thiện hết nhá. Rồi, thả nốt phần tóc này xuống, làm nốt. Bên trên người nhả sóng ra tí nhé. Cái máy tạo kiểu này nó hơi bé. Mọi người thích hợp nhất mọi người sẽ sử dụng máy tạo kiểu to hơn chút nhá. Tầm cỡ 28 hoặc 32 đổ lên thì nó sẽ đẹp hơn.
Bên này sẽ làm tương tự nhá. Với kiểu này mùi sẽ phù hợp với những mái tóc là mái cắt mái bay nhé. Mùi cắt mái bay sẽ đẹp. Như đây mình không cắt mái bay mà mình giữ lại độ dài để hôm sau mình sẽ lên bài cho học viên. Các bạn thông cảm nhé. Tiếp tục đẩy ra phía trước, phần tóc ở lớp bên trên này mình sẽ làm gì? Độ săn vừa phải thôi. Đây là phương pháp là tạo kiểu sử dụng để chúng ta tạo ra những cái nọn sóng xoăn đảo chiều nhá. Các bạn có thể ứng dụng vào trong quá trình chúng ta lên trục nhé. Lên trục thì các bạn sẽ đảo trục đi là được nhé. Vặn trục đi. Cứ đảo chúng ta đẩy ra phía trước này là ok. Còn một chút tóc cuối cùng này mình sẽ xử lý nốt. Tóc quanh này hơi mỏng, các bạn làm trên tóc thật thì nó dày, nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Ok, bây giờ mình sử dụng một chút tinh dầu để mình tạo kiểu nhá. Mình thấy cái đoạn xong chưa? Thấy không ạ? Thấy chưa?